Ví dụ MVC là 3 phần, là gồm em này, V này, C này, là model, view và controller. Được chưa? Còn thêm một cái nữa là nó quy định ra các cái gì ạ? Các cái life cycle là cái vòng đời của một cái ứng dụng của chúng ta. Được chưa? Một vòng đời của một cái ứng dụng, và nó bắt đầu như thế nào, nó kết thúc như nào, hay là trong cái quá trình từ lúc nó sinh ra cho đến lúc nó kết thúc thì nó đi theo cái đường ra làm sao. Được chưa? Thì ví dụ tôi sẽ giải thích cho các bạn là cái đấy, đấy là cái quy định cơ bản nhé. Thế vậy thì áp dụng, chúng ta áp dụng ở trong cái project thật thì nó sẽ như nào. Thì đây chúng ta có một cái trình duyệt, tức là phía client nó có một cái kết nối. Được chưa? Chúng ta vào trình duyệt, chúng ta gõ một cái đường dẫn. Được chưa? Gõ một cái đường dẫn thì cái đường dẫn đấy nó sẽ thông qua cái môi trường internet hay thông qua môi trường wifi mạng LAN gì đấy, đúng không ạ? Nó sẽ trỏ đến một cái hệ thống nào đấy, một con server nào đấy. Được chưa? Và nếu mà chúng ta chạy localhost thì chắc chắn là cái môi trường đấy nó sẽ là cái máy tính của chúng ta, chính là cái máy của mình. Được chưa? Sau đấy từ cái request này, từ thông qua internet vào trong project, cái request nó gửi lên á thì nó sẽ đi vào sao? Đi vào trong cái thằng xử lý đầu tiên là thằng controller. Trong cái mớ controller này thì chúng ta không chỉ có một controller nhé, chúng ta có thể có nhiều, 1, 10, 15, 20, 30 tùy. Dự án càng lớn thì càng nhiều controller. Được chưa? Mỗi controller nó sẽ xử lý, nhận nhiệm vụ là xử lý logic cho một cái module nào đấy ở trong dự án. Được chưa? Trong controller thì chúng ta có thể là cần lấy dữ liệu từ database thì chúng ta sẽ gọi đến một cái lớp tầng bên dưới gọi là tầng model. Model này giống như hôm trước ấy, ví dụ như category 2.0.on này. Đấy, đấy là cái tầng đấy, là chúng ta gọi đến cái tầng model đấy. Và cái hàm on đấy chúng ta được viết ở trong cái class thuộc cái lớp model kia. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có cái lớp model là cái lớp nó sẽ đại diện cho cái việc là tương tác với các cái bảng ở trong database. Được chưa? Thì đấy nó là cái lớp model. Được chưa? Controller nó là cái tầng trung gian. Các bạn nhớ nhá, controller nó là cái tầng trung gian, controller là điều khiển mà. Trung gian, và nó sẽ làm sao? Giúp chúng ta thu thập các cái dữ liệu từ database. Sau đó nó sẽ trả về cho người dùng. Nó là chính là cái thằng mà trả về cho người dùng một cái giao diện. Nhớ này, nó trả về cho người dùng một cái giao diện. Và người dùng thực sự nhìn thấy cái giao diện như thế nào thì là do thằng controller này quyết định. Bởi vì trong một dự án có thể có rất nhiều controller, có rất nhiều model, có rất nhiều view. Nhưng mà cái request thì nó chỉ trỏ về duy nhất một cái controller trong rất nhiều cái kia thôi. Sau đó cái controller kia nó quyết định làm cái gì thì nó phụ thuộc vào cái code của các bạn định nghĩa ra trong dự án này. Được chưa? Thì cái vòng đời các bạn sẽ nhìn thấy đây, tôi nói lại một lần nữa, cái vòng đời này từ trình duyệt, gõ một đường dẫn thông qua internet, gửi request lên project. Sau đó trong project này chúng ta trỏ nó đến một cái controller nhất định. Trong controller chúng ta sẽ gửi một cái request information, tức là chúng ta thực thi một cái hàm nào đấy ở trong model để giúp chúng ta lấy dữ liệu ra khỏi cơ sở dữ liệu. Từ model trả dữ liệu về cho controller. Controller sẽ quyết định xem là trả về cho người dùng một cái view nào đó. Từ cái view nó mới respond về cho trình duyệt và người dùng sẽ nhìn thấy cái một cái giao diện mới. Từ cái giao diện đấy thì người dùng có thể là bấm một cái thẻ A hay là submit một cái form. Được chưa? Lại gửi một cái request mới thông qua internet lên server và lại bắt đầu cái vòng đời controller, model, view lại trả về. Được chưa? Thì đấy nó là cái vòng đời ở trong cái mô hình MVC của chúng ta. Có hình dung được cái khái niệm không ạ? Khái niệm về mô hình MVC có hình dung ra được không? Đâu rồi? Nó tịt hết rồi vậy. Được ạ. Cái mô hình này đấy là khái niệm nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục đến cái lợi ích và vì sao chúng ta phải dùng nó. Được chưa? Như sau. Nếu như cách làm cũ, tức là cái cách học lớp PP1 hay các bạn học lớp dự án 1, dự án mẫu, chúng ta không làm theo một cái quy trình nào cả, không làm theo một cái mô hình nào cả, đúng không ạ? Thì sao ạ? Thì cái câu chuyện của chúng ta, tức là code của chúng ta, nó code rất là tùm lum tà la từ lừa, đúng chưa? Cứ thích chỗ nào là mình bôi code vào chỗ đấy. Ví dụ vào trang contact chẳng hạn thì chúng ta tạo ra một cái file contact.php,
trong file contact.php đấy, chúng ta viết một đoạn code PHP ở trên, xong bắt đầu là gọi đến các cái thư viện cần thiết, tức là chúng ta require các tùm lum các cái thư mục các cái file, sau đó là viết giao diện ở dưới, đúng không? Thì đấy là cái cách mà chúng ta làm cái project kiểu dạng như là nguyên thủy từ những cái lúc sơ khai, đúng không? Nhưng mà các bạn hãy thử tưởng tượng một cái dự án mà nó to rồi, nó đã to rồi mà bây giờ chúng ta vẫn cứ làm như thế, tức là chúng ta cảm thấy chúng ta cần viết code ở đâu thì chúng ta viết code ở đấy. Đấy là cái cách mà chúng ta làm môn PHP 1, đúng không? Tất nhiên nó cũng có khoa học nhất định, nhưng mà chúng ta nói chung là viết là nó tương đối gọi là tùm lum đó. Thế vậy thì vấn đề của chúng ta là gì? Nó sẽ gặp vấn đề ở đâu? Vấn đề bảo mật à? Không. Vấn đề hiệu năng à? Không. Hay là vấn đề về thẩm mỹ code? Không luôn. Nó sẽ gặp vấn đề ở cái việc mà chúng ta làm việc nhóm. Đặc biệt sau khi mà bây giờ cái xã hội nó phát triển và các cái công ty càng ngày nó càng chuyên nghiệp lên ấy, thì cái nhu cầu tuyển dụng cũng như là nhu cầu đưa người join vào trong một dự án nó càng ngày càng nhiều. Có thể dự án đấy là ăn nên làm ra thì nó cần tuyển thêm người để phát triển thêm tính năng. Hay là trong cái quá trình làm việc đấy, có những người trong cái team làm dự án đấy, người ta gặp vấn đề về sức khỏe, hay gặp vấn đề về gia đình, hay gặp vấn đề về nhu cầu kinh phí, họ nghỉ việc. Thì phải có những cái người khác join vào để tiếp tục phát triển cái dự án, đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu trong trường hợp mà code của chúng ta code kiểu dạng tùm lum tà la kia, thì chúng ta sẽ gặp vấn đề sao? Đó là gì ạ? Những cái người mới vào, họ sẽ không thể nào mà tiếp cận một cách nhanh chóng với cái sửa code đang có được, đúng không ạ? Cực kỳ khó, cực kỳ khổ luôn. Tôi ngày xưa từng rơi vào cái trường hợp đấy. Đó là như tôi kể với các bạn ấy, tôi đã từng làm cái dự án mà PHP mà tôi join vào một cái dự án nó chỉ có duy nhất một file dài 12.000 dòng, đọc mất một tháng trời mà còn chẳng hiểu hết được cái file nó làm cái mẹ gì. Thật sự là như vậy. Dẫn đến cái việc là nếu mà chúng ta cứ cốt tà la tà lưa như vậy thì cái việc thích nghi của những cái người dev mới join vào dự án ấy, thì nó sẽ rất là khó khăn luôn. Dẫn đến cái câu chuyện là gì ạ? Dẫn đến cái câu chuyện là người dùng sẽ cái việc bổ sung nhân sự mới vào, hay là việc tìm hiểu ra một cái project để có thể bắt đầu được, hay là training những bạn sinh viên vào thực tập, nó cũng rất là vất vả, được chưa? Và dẫn đến cái việc là rất sợ cái việc bị hụt nhân lực. Ví dụ bây giờ cho Cường vào dự án, tôi code được khoảng 2 năm rồi, đúng không? Tôi code được khoảng 2 năm rồi, nhưng mà Cường thì mới mẹ học PHP được bao lâu, được nửa năm vào đây, chẳng có ai giải thích, tôi thì bận, chẳng có ai giải thích cho cái sửa code này, cứ thế lần mò, xong bắt đầu làm một cái màn hình to vật vã. Đấy, chỉ có yêu cầu thế thôi, em làm đi, làm vào mắt, thế nó chán nó bỏ đi chứ làm sao nữa. Đến lúc đấy lại phải tuyển thằng khác, và tuyển thằng khác lại phải training lại từ đầu, thì đến lúc bao giờ mới có người vào làm việc được. Do đó người ta không welcome cái việc là chúng ta tự phát triển ra những cái sửa code riêng mà không theo một cái quy trình nào cả. Cái việc đấy nó rất là hạn chế thôi, được chưa? Do đó là người ta nghĩ ra cái mô hình MVC này để làm gì? Để thống nhất được các cái luồng dữ liệu, các cái life cycle của các thành phần nằm trong cái project, để khi dự án đã theo một cái luồng cụ thể rồi thì những cái người mới hay những cái việc nâng cấp dự án nó sẽ theo một cái luồng nhất định, nó cứ vòng quay thì sao? Thì người mới cũng dễ học, mà người nâng cấp các thứ làm nó cũng dễ, được chưa? Giảm cái thời gian training một người trong dự án xuống, thì đấy là cái lợi ích của thằng MVC, được chưa? Ngoài ra lợi ích thứ hai của thằng MVC này là gì? Khả năng mở rộng bảo mật, được chưa? Khả năng mở rộng bảo mật tường minh là những cái lợi thế của nó so với cái việc chúng ta code cái PHP giống như PHP 1, được chưa? Thì đấy nó là những cái mà lợi ích đem lại của thằng MVC này cho cái việc chúng ta xây dựng dự án, được chưa? Đấy là các bạn cần thiết ghi vào nhá, chứ không mấy nữa hỏi thì lại không biết gì đâu, rồi lại khóc đấy.
Được chưa? Đấy là khái niệm về mô hình MVC. Thế còn cái vấn đề về triển khai cái mô hình MVC thì chúng ta sẽ làm như nào? Đúng không? Triển khai mô hình MVC thì chúng ta sẽ xử lý nó ra làm sao? Thì về cách triển khai ở trong một cái project, đặc biệt là project theo mô hình MVC ấy, thì chúng ta có rất nhiều cách. Ví dụ như bản thân tôi biết ít nhất là 3-4 loại, 3-4 cách khác nhau để triển khai cái mô hình MVC cho một cái project. Nhưng mà tôi sẽ chọn cái phương án gọi là nó sát với thằng Laravel nhất để chúng ta có thể là làm nó nhanh hơn là một. Cái thứ hai là chúng ta tận dụng, tái sử dụng được các cái thư viện khác nhau là hai. Cái thứ ba là chuẩn bị cho chúng ta học môn PP3 nó dễ là ba. Được chưa? Thế vậy mô hình MVC của tôi triển khai nó sẽ như thế nào? Thì theo cái hình này các bạn có nhìn thấy màn hình của tôi không? Có. Đây, cái mô hình tôi sẽ triển khai như sau. Cái đoạn đầu là chúng ta không thay đổi gì nhá. Cái đoạn đầu là chúng ta vẫn giữ nguyên thế, chúng ta chẳng thay đổi đấy gì cả. Được chưa? Nhưng mà bắt đầu đến cái đoạn là vào project một cái thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi nhất định. Ba cái thành phần của mô hình MVC này tôi vẫn giữ nguyên nhá, nó chẳng có gì thay đổi cả, nhưng mà tôi bổ sung thêm cái đoạn này. Đó là gì? Tôi sẽ sử dụng các thành phần HTXS, Routing và Composer. Thêm một cái khái niệm nữa của chúng ta sẽ là có thêm cái phần namespace. Đây, tôi sẽ bôi thêm một cái nữa vào đây. Kéo lùi ra. Này, tôi sẽ áp dụng trong cái project này cái phần namespace. Đây, namespace nó sẽ tồn tại thế này. Namespace. Đó. Áp dụng namespace vào trong cái project của mình cùng với composer, cùng với routing, cùng với controller. Các cái class, tóm lại cứ có class là sẽ có namespace. Được chưa? Thế vậy thì cái mô hình này của tôi ấy, thì các thành phần này nó có ý nghĩa gì? Được chưa? Ví dụ như sau. Tôi không biết cụ thể cái cách triển khai của thầy Sơn hướng dẫn các bạn trong project nó là như nào. Nhưng mà với cái cách của tôi ấy, thì tất cả các request gửi lên từ trình duyệt vào trong project, tất cả chúng nó sẽ phải đi qua file HTXS. Dựa vào file HTXS này, tôi định tuyến toàn bộ tất cả các cái request, đưa hết về file index.php. Đưa hết về đây nhá. Đưa hết về file index.php. Trong file index.php, tôi require cái file là autoload. File autoload này nó sẽ giúp tôi là áp dụng được cái namespace, cũng như là cài cắm thêm các cái thư viện mà tôi thấy cảm thấy cần vào trong cái project này. Được chưa? Tiếp theo, từ file index này tôi tiến hành là gọi một cái khái niệm gọi là phần routing, tức là phần định tuyến trong website. Cái định tuyến này nó sẽ là nơi quyết định xem cái request tôi đang xử lý nó sẽ đưa về controller và method nằm trong controller nào để xử lý logic. Được chưa? Trong controller thì chúng ta sẽ sử dụng model, lấy thông tin từ model và trả về một cái view. Từ cái view đấy chúng ta respond về cho người dùng. Tức là tôi bổ sung thêm cái phần này. Được chưa? Và cái phần này thì tôi sẽ giữ lại cái hình này để chúng ta làm đến đâu, chúng ta sẽ tiến hành là quay trở lại đây để review nó đến đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Được chưa? Bắt đầu nhá. Đây, tôi có một cái thư mục MVC đây. Tôi sẽ tạo ra một cái file là index.php. Được chưa? Tôi tạo tiếp ra một file nữa là .htaccess. Được chưa? Tôi tạo ra thêm một cái thư mục tên là common. Trong cái common này tôi tạo ra một cái file tên là routing.php. Thế các bạn tạo giúp cho tôi các cái thành phần này đi đã. Tôi tạo tiếp ra một cái thư mục tên là app nữa. Trong thư mục app này chúng ta có cái thư mục là controller.
lỗi các bạn, tôi viết thường chữ C này nhé. Trong thư mục app này tạo ra thêm một cái thư mục nữa, tên là mô đồ, và thư mục view view sẽ nằm ngoài, view sẽ nằm ở bên ngoài mà thôi, kệ, đưa hết trong app ạ. View này, story, đây chính là cái cấu trúc project của tôi. MVC này, trong thư mục MVC này thì có cái HTML, có phải index.php được chưa? Tiếp theo là tạo thư mục common, trong thư mục common có file là routing.php được chưa? Tạo ra thư mục storage, tạo thư mục app, trong thư mục app thì có ba thư mục controller, model và view. Thì đây là ba cái thành phần mà chúng ta, các cái thành phần trong một cái dự án của chúng ta sẽ triển khai. Được chưa các bạn ơi? Tạo xong cái thư mục chưa? Cái htaccess gì ạ? Là thầy chỉ là chấm htaccess thôi thầy. Nó không có tên file đâu nha. Okay. Cái file này không có tên, nó chỉ có đuôi thôi. File này tên là .htaccess. Được chưa? Được chưa thím ơi? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ thử nhá, thử một chút. Ví dụ như tôi mở cái file index này ra này, rồi viết code PHP. Echo index.php này nhá, đúng chưa? Bây giờ tôi sẽ tạo một cái file mới, tôi demo thôi, các bạn không cần phải làm phần này đâu. Chuyện cái hát .php này. Dạ, ví dụ tôi có hai cái file PHP như này, được chưa? Tôi chạy cái project lên này. Đây, các bạn thấy nếu mà tôi gõ cái đường dẫn vào trong cái thư mục MVC ấy, thì cái file index tôi không gõ gì thêm thì cái file index.php nó được gọi đúng không?
Cái này có biết không? Đã biết chưa? Biết rồi ạ. Rồi ok, nhưng bây giờ nếu mà tôi sượt thêm cái thiện th này vào nữa thì cái đường dẫn nó sẽ là tự động thêm vào đây cái đuôi PHP và cái file xử lý sẽ là file file thiện th đúng không? Đúng không? Rồi ok, bây giờ tôi viết thêm chữ là login thì nó sẽ báo là not found đúng không? Đúng chưa? Đúng ạ. Vì sao nó lại báo not found? Thì đã có file login đâu ạ. Đúng rồi, nó không tìm đến file login đúng không ạ? Đúng chưa? Tức là trong cái mô hình MVC cơ bản của chúng ta, tức là trong trong app nhầm, xin lỗi các bạn, trong trong cái việc xử lý logic cơ bản ở trong cái lập trình web của chúng ta ấy, với thằng VP thì cứ truy cập chính xác vào file nào thì file đấy, file nào gọi tên thì file đấy sẽ được xử lý đúng không? Đúng không? Bởi vì nếu mà như này nó sẽ tìm đến file login.php đúng không? Hoặc là Vâng. mấy nữa chúng ta có file admin, sửa đến admin thì nó sẽ tìm đến file admin.php đúng không? Được chưa? Rồi ok. Được chưa? Hiểu hiểu ý đoạn này chưa? Hiểu ạ. Bây giờ tôi không muốn làm này. Tôi không hề muốn cái việc là cứ vào tôi lại phải tạo ra những cái file PHP tùm lum tà la để xử lý các cái request. Không. Tôi muốn, tôi có một cái phát biểu như sau. Tôi muốn, được chưa? Tôi muốn muốn cái gì? Cả các request lên thư mục, tới thư mục chứ, tới thư mục này, thư mục MVC ấy, phải bắt buộc đi qua file index.php. Đây là cái phát biểu của tôi. Tức là ông có sượt index, ông sượt index nó cũng được 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 request đấy xử lý ở trong file index.php. Sượt thiện th cũng phải đưa về index.php. Sượt admin, sượt login, sượt logout, sượt cái đấy gì thì sượt phải đưa hết về cái file index.php. Được chưa? Đấy là cái phát biểu và tôi sẽ thực hiện được cái phát biểu đấy. Hình dung không ạ? Tức là chúng ta gom tất cả các cái request đi hết về file index. Được chưa? Thế vậy chúng ta sẽ làm thế đấy này. Cái HTML set này nó sẽ cho chúng ta làm cái việc đấy. Được chưa? Cái file HTML set này ấy, nó là cái file giúp chúng ta định tuyến toàn bộ tất cả các request, nó sẽ định tuyến về một cái file do chúng ta chỉ định. Được chưa? Đi hết về một chỗ. Được chưa? Nhưng mà tuy nhiên các bạn nhớ là khi sử dụng HTML set này ấy, thì có một vài cái lưu ý là cái HTML set này hiện tại nó chỉ hỗ trợ cho cái Apache thôi, còn Nginx nó sẽ có cái việc định tuyến bằng cách khác. Được chưa? Thì ít nhất chúng ta đang tất cả cả lớp chúng ta đang dùng SAM cho nên là chúng ta dùng HTML set này được. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ viết code trong HTML set này và tất nhiên tôi cũng không yêu cầu chúng ta phải bắt buộc phải nhớ code ở trong cái file này làm gì cả, chúng ta chỉ copy lại là được rồi. À, chào thì đây, tôi sẽ copy y nguyên lại cái đồng này, chúng ta không cần phải nhớ lại gì hết, cứ đi copy thôi. Đây. Trong file HTML set này tôi sẽ có cái đoạn code như này và các bạn sẽ nhìn thấy rewrite rule này, index.php hỏi .url bằng cái gì gì đấy, được chưa? Các bạn hoàn toàn có thể thay cái file index này bằng một cái file khác thì chúng ta cũng sửa tên tên cái đoạn này ở trong file HTML set, được chưa? Bây giờ tôi xóa cái này đi. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ gửi cho các bạn cái đoạn code của HTML set này. Thì đây. Đấy, rồi xong. Cảm ơn Trường. Được chưa? Các bạn tạo ra file HTML set, tạo ra file index.php và chúng ta bê cái đống này vào đi, xong thì báo nhá.
Thế ơi, code mà nó không đổi màu thì có đúng không ạ? Chẳng sao cả. Thế ạ. Em Không thấy đổi thầy thì lên, ra em nó thấy chứ. thầy lên màu mà em không lên, em thấy sai À sai. đấy là do máy tôi xịn đấy, chứ À không thế phải là ạ. do Vâng, em cảm ơn. phải do vấn đề gì đâu. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử nhá. Dẫn đường dẫn MVC admin này, bấm vào đây, ra index này. Được chưa? Sược thiện TH này. Chưa? Sược Vinh này, NB này. Chưa? Sược Cường này. Bạn thấy cái đường dẫn nó đã đi hết về một mối chưa? Rồi ạ. Ok, có bạn nào bị lỗi không? Không thấy ai trả lời, chắc là không bị lỗi. Rồi ok. Thế vậy thì đi hết về đây rồi 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 sao? Được chưa? Thế vậy đưa đi hết về đây, cái thứ nhất là ok, chúng ta đã đạt được mục đích là tất cả các request ở trong project này cứ gửi lên là nó sẽ đi vào file index.php. Nhưng mà bây giờ làm sao để phân biệt được các request với nhau? Đúng không? Làm thế nào? Thì chúng ta sẽ có như sau. Có cái đoạn phía sau này hỏi chấm URL này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái tham số trên, nó sẽ chuyển đổi cái URL của chúng ta thành một cái tham số trên đường dẫn, ví dụ như sược sược cường như này. Thì cái cường này nó chính là cái biến cái tham số URL query string. Được chưa? Đây tôi sẽ thử. Chúng ta mày mở file index ra, chúng ta sẽ có như sau. Đô la URL nó sẽ bằng iset đô la gạch dưới ghép của cái biến URL của tham số URL trên đường dẫn. Nếu mà có cái đấy thì chúng ta sẽ gán cho cái biến URL kia bằng cái đô la ghép URL. Nếu không thì chúng ta sẽ bằng sược không như này và chúng ta tiến hành echo ra cái biến URL. Được chưa? Đây các bạn viết cái đoạn này vào cho tôi. Được chưa? Và output của chúng ta sẽ như sau, sược cường này. Thế lấy chữ cường nha. Sược thiện TH này. Được chưa? Sược FPT poly polytechnic. Được chưa? Cứ cái đoạn phía sau của cái MVC này là cái gì thì cái biến URL của chúng ta nó sẽ hiển thị ra cái đó. Dạ. Thế bây giờ tôi đã phân biệt được cái đường dẫn nó gửi lên cho tôi là cái gì rồi. Các bạn thực hiện đi, xem có được không? Em không lên cái file HTXS của em không lên màu là nó chết ngoảo thế rồi. Cho màn hình lên xem nào. Ngủ hết. Chẳng nhìn thấy gì. Ông viết sai mẹ tên Chào file thầy, rồi thầy cả đâu. HTML nó như này cơ mà. correct kìa. Em viết sai tên file, chứ không À thế phải ạ. nó không chạy. Đây em đặt tên lại tên file đi. Gì? Chưa được à? Xóa chữ error đi. Chứ phải vào rename đấy, viết gõ lại hoàn toàn cái chữ HTXS làm sao đấy,
Access. Cứ gõ lại cho tử tế đi. Chấm ht a cc e ss. Rồi enter xuống, rồi chạy đi, lưu xuống chạy đi. Được chưa? Cái gì kia? Erode syntax cái sai phần PP rồi. Đô la cái thừa, thừa chữ V kìa. Đó, lưu xuống. Được chưa? Ok chưa? Được rồi ạ. Ok. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta đã tiến hành là làm sao? Chúng ta tiến hành là điều hướng và định tuyến được tất cả những cái request về file index rồi đúng không? Đúng chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra các cái file controller. Tôi sẽ làm cái MVC cơ bản trước, sau đấy chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp nó sau nhá. Được chưa? Bây giờ trong controller này tôi tạo ra các cái file mới, ví dụ đây là home controller này. Controller.php. Được chưa? File mới, đây là category controller.php. Rồi thì product controller.php. Yeah. Controller, category controller, home controller, product controller. Dạ. Trong model này chúng ta tạo ra base model, ví dụ thế, base model này. PP rồi thì product chấm PP category chấm PP. Dạ. Chúng ta tạo đầy đủ các thành phần, ví dụ như đây chúng tôi sẽ tạo ra thêm một cái file là homepage chấm PP rồi thì detail trừ product .pp. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là các cái thành phần của chúng ta dần dần nó sẽ được xây dựng đầy đủ ra. Đúng không? Từ các cái file controller, các cái file model, các cái file view nó sẽ được build build rộng ra nhưng mà nó nằm trong một cái khuôn khổ nhất định. Đúng không? Bây giờ các bạn không cần thiết phải tạo hết tất cả các file này đâu nhá. Ví dụ tôi sẽ viết như nào? Ở trong này tiếp theo thì các bạn tạo giúp tôi cái file home cho controller này trước đi. Home controller nằm trong app controller home controller. Dạ, trong này chúng ta viết code PP. PP này. Trong này chúng ta sẽ làm một cái class home controller. Dạ, tên ở ngoài file như nào thì ở trong class tên nó y như vậy. Được chưa? Y nguyên như vậy nhá. Thì ở đây tôi có một cái public. Public function index chẳng hạn. Được chưa? Tôi có thể là return ở đây là cái trang chủ của website. Dạ. Tôi có public function detail. Dạ, public function detail. Thì tôi echo tôi tiến hành return ra đây là cái trang chi tiết một sản phẩm, đúng không? Tiếp theo tôi có public function và contact, tiến hành return ra đây, đây là trang liên hệ của dự án, như vậy được chưa? Tức là ở trong mỗi controller chúng ta sẽ nhìn thấy nó có rất nhiều phương thức, đúng không? Thế bây giờ làm sao để cái phương thức này nó chạy được? Thì tôi có như sau. Đây, ví dụ. Từ trong cái file index này, tôi đã có cái tham số là cái URL này rồi. Chúng ta sẽ dựa vào cái URL này, chúng ta sẽ quyết định xem là cái phương thức nào ở trong controller nào sẽ được chạy. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Đầu tiên tôi require once cái đường dẫn như sau chấm app sược controller sược home controller. Đó. Tôi sẽ có switch. Switch
đô la URL. Quan hình dung được không ạ? Switch đô la URL. Switch cây viết như nào? Quên bố rồi. Switch. Đó. Đây, switch đô la URL. Cây là gì ạ? Cây đầu tiên nếu mà đường dẫn sượt như này thì tôi sẽ có cái biến là đô la CTR bằng new home controller và tiến hành lại echo ra cái đô la CTR mũi tên đến index. Dạ, break luôn. Dạ. Tiếp theo case nếu mà đường dẫn là gì ạ? Detail. Dạ. Thì controller sẽ bằng new home controller echo ra là detail. Dạ. Tiếp theo duplicate thằng này về xuống. Chúng ta có cái đường dẫn là gì ạ? Đường dẫn là contact. Contact thì lại là home controller và hàm contact. Dạ. Đúng không? Nếu trong trường hợp chúng ta có cái product này, muốn sử dụng cái product controller này thì chúng ta sẽ tạo ra product controller. Hàm này là ví dụ như add form, ví dụ thế. Đây là giao diện tạo mới. Ví dụ vậy. Được chưa? Thì chúng ta có cái đường dẫn. Chúng ta có cái đường dẫn là add trừ product thì nó sẽ require one cái file là product controller và CTR này sẽ bằng new product controller và hàm này là hàm add form. Chúng ta sẽ dựa vào cái đường dẫn nhận được, chúng ta quyết định cái controller nào sẽ được gọi và cái phương thức nào nằm trong controller sẽ được gọi. Được chưa? Chạy thử nhá, chạy thử chút. Nếu mà cảm thấy nhanh quá thì tí nữa tôi sẽ giải thích lại một lượt. Đây, đường dẫn này. Trang chủ, đúng không? Contact, trang liên hệ này. Được chưa? Add trừ form. Không có luôn. À, add product. Được chưa? Đây nhá. Xem lại này. Thực ra cái này nó cũng không có cái gì gọi là quá phức tạp cả. Vẫn là những cái thứ cơ bản thôi. Đầu tiên chúng ta định tuyến tất cả các cái request gửi lên trên cái thư mục MVC này về file index.php bằng cách sử dụng HTTPS. Được chưa? Trong file index này tôi thu thập tất cả các cái đường dẫn, tôi thu thập cái đường dẫn mà người ta gửi lên trên cái project này của tôi. Tôi gán cho biến URL. Được chưa? Sau đó tôi sẽ sử dụng switch case tức là so sánh ngang bằng đấy, để làm gì ạ? Để kiểm tra xem cái đường dẫn để tôi quyết định xem cái đường dẫn mà trình duyệt nó nhận được là cái gì. Nếu mà cái đường dẫn đấy nằm trong các cái case mà do tôi quy định ra, thấy chưa? Tôi quy định ra 1, 2, 3, 4 cái đường dẫn này thôi thì tôi sẽ xử lý. Ngoài 4 cái đường dẫn đấy ra thì tôi sẽ có thể là echo ra là đường dẫn không tồn tại. Đấy. Thế xong. Bây giờ đây, ví dụ tôi viết linh tinh vào cái sai phát là thôi luôn, đường dẫn không tồn tại luôn. Được chưa? Something đường dẫn cũng không tồn tại. Thì chúng ta không xử lý nữa. Được chưa? Thì các tôi chỉ xử lý những cái đường dẫn nằm trong cái case này của tôi thôi. Được chưa? Ngoài những cái cây này ra thì đừng có kêu tôi xử lý cái gì hết. Được chưa? Đây gọi là định nghĩa ra đường dẫn. Thì khi mà chúng ta định nghĩa ra đường dẫn thì chúng ta phải quyết định là cái controller nào và cái phương thức nào trong cái controller sẽ xử lý cái đường dẫn đấy bằng cách là thực hiện case ở trong này. Đã hình dung ra cái đoạn đầu của cái mô hình MVC để nó vào được cái controller thì nó làm như nào chưa? Yeah, yeah. Đấy, bây giờ tôi sẽ đẩy code lên nha các bạn, áp dụng lại cái này. Được không? À.
logic của nó tương đối đơn giản thôi. Rồi, ok, các bạn làm đi, cho các bạn 5 phút. Được chưa? Tôi chạy ra ngoài phát ạ. Lấy phút thôi. Đây. Khoan đi. Giờ chúng ta mới chỉ vào đến controller thôi nhá, cứ từ từ tôi sẽ còn các phần khác nữa đáp vào.
Chạy đi chưa ông ơi? Alo. Chưa thì ạ, không biết sao không chạy. Đấy, xem màn hình cho tôi coi này. Xem bị lỗi cái gì. Không thể vào mấy cái trang này. Mở sơ cốt đây này, em mở cái này đây này. Em đã lưu cốt đâu? Rồi, require once. Rồi em mở mở file index ra đi. Viết sai chính tả nhiều quá. Require one chấm sược app. Nhưng cái này em không biết à. Đoạn require one này đang đang rất là tệ đấy nha. Xem lại nha. Cái đường dẫn tương đối giữa thằng index đến cái file home controller và file product controller nó như thế nào thì em phải hình dung ra. Bây giờ chấm chấm chấm, chấm sược thì nó là trỏ đến thư mục chứa cái file đang thực thi. Lại không lưu. Làm lập trình viên hay học gì đấy, làm cái việc đầu tiên, làm cái gì làm code xong phải lưu vào chữ home, biết đúng chưa? Đúng rồi. Rồi lưu xuống, viết một ký tự xong cũng phải lưu vào. Đấy, tiếp theo sai gì đây, em đã đọc lỗi đâu mà em đã cứ hùng hục như vậy. Unexpected dấu trừ ở product controller dòng số 3, mở product controller ra. F form tên hàm có bao giờ được đặt dấu ký tự đặc biệt hay là dấu trừ không? Xong chưa? Chắc chắn chưa? Nào, đặt tên hàm hay tên biến nó như thế nào? Đặt theo kem một cây là như nào? Tao có nhớ gì không? Dấu gạch dưới mà. Gạch dưới cái gì mà gạch dưới, kem mồ cây cơ mà. Là quy tắc đặt tên lạc đà cơ mà. Phía sau viết in. Chết thôi. Xem xét kỹ lại cái việc học của mình đi nhá. Được rồi ạ. Những cái kiến thức cơ bản như vậy không bao giờ được sai. Kỹ năng nữa. Được chưa các bạn ơi? Ok chưa? Ok hết rồi. Rồi ok. Tiếp theo nhá, bây giờ chúng ta đã định tuyến được cái việc là từ cái đường dẫn này chúng ta đưa về controller nào xử lý và hàm nào trong controller xử lý. Được rồi đúng không? Thì từ sau những cái đường dẫn của chúng ta muốn thêm lên thì chúng ta cứ thế mà chúng ta đưa vào đây thôi. Được chưa? Tiếp theo nữa, bây giờ chúng ta sẽ đến cái tầng model. Được chưa? Cái model này thì nó giống như hôm trước tôi đã demo chúng ta đấy. Đây demo OP đây, model đây. Được chưa? Tôi copy. Cái bài hôm trước là bài mấy nhỉ? Đây. Tôi copy ba cái file Bay model controller category control à, Bay model category và product. Tôi copy ba cái file này, tôi đưa vào trong cái thư mục model này. Đây. Đây vào đây. Được chưa? Nó gồm có bay model này, có các hàm là hàm on, hàm destroy, hàm file, hàm where, hàm end where các thứ. Nhưng cái này là tôi chưa làm xong nhưng mà nói chung là tôi sẽ bổ sung thêm. Được chưa? Tiếp theo trong category thì tôi tiến hành là require chấm sược app sược model sược bay model. Vì sao lại là như thế này? Tao có hình dung ra vì sao làm như này không? Bởi vì từ khi mà chúng ta áp dụng cái mô hình MVC kiểu dạng như này này thì cái file đầu tiên, tức là tất cả các request thì đều được xử lý ở file index.
Do đó tất cả những cái việc require hay include thì nó phải tính từ cái file index vào trong đến cái các cái file index. Ví dụ ở đây chúng ta muốn require file bay model thì chúng ta không thể nào tính cái tương quan từ file product này sang file bay model được, mà chúng ta phải tính tương quan từ file index này đến cái file bay model. Mà từ index đến bay model thì chúng ta là chấm sược này, là trỏ đến thư mục MVC này, app là thư mục này, sược model, sược bay model. Được chưa? Thì đấy nó là cái yêu cầu của chúng ta. Ví dụ, được chưa? Tôi đẩy code lên nhá. Các bạn đi copy ba cái file này, các bạn phang vào trong project của mình. Được chưa? Update model. Được chưa? Yên tâm, mấy cái model này sau này chúng ta sẽ không phải viết quá nhiều nữa, bởi vì có thư viện rồi. Được chưa? Bổ sung được ba cái file này vào chưa? Được rồi ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xử lý nha. Ví dụ như ở trong home này, tôi sẽ tiến hành là hiển thị ra cái trang thì gọi là cái gì ạ? Hiển thị ra cái trang danh sách sản phẩm, ví dụ thế. Được chưa? Thì từ file home này để sử dụng được cái dữ liệu ở trong cái bảng sản phẩm ấy thì tôi phải require nó vào đây. Require cái file chấm sược này, app sược model sược product chấm pp, đưa nó vào đây. Dạ. Sau đó chúng ta ở trang index này chúng ta có cái biến product sc bằng product 2.2.on giống như hôm trước chúng ta làm đấy. Sau đó là chúng ta tiến hành là include one file chấm sược app sược view sược homepage chẳng hạn, pp include one app view homepage chấm pp. Được chưa? Ok chưa các bạn? Product này muốn lấy dữ liệu ở bảng nào thì chúng ta côn cái bảng này ra và include one app view homepage. Được chưa? Bây giờ ở cái homepage này, được chưa? Chúng ta code HTML5 này. Được chưa? Chúng ta sẽ bê cái link của thằng Bootstrap vào. Getbootstrap.com. Nhìn cho nó tử tế thôi mà. Ở đây, chúng ta bê cái này vào. Đây là trang chủ chẳng hạn.
Rồi bây giờ chúng ta có table. Đấy, ba cái thôi, ID name price, chúng ta lấy demo thôi. Trong này chúng ta có là T3D. Trong T3D thì chúng ta có foreach. Foreach thì đây là PHP này. Foreach trong ngoặc hai chấm này. Dollar product SC S dollar PRO. PHP là N foreach. Đó, thì trong này mỗi một cái này là một cái thẻ TR. Trong TR thì có TD. Trong TD thì có echo của cái PRO. Cột là cột ví dụ như ID này, name này và price. Rồi được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử homepage. ID, name và price. Đấy, nó sẽ đổ từ cái MVC, từ cái HTSS này, quay index này, từ index call đến cái phương thức nằm trong home controller này, từ home controller gọi đến phương thức nằm trong model thông qua product và base model này. Dạ, home controller lấy được dữ liệu từ product rồi, sau đó là include một cái view, gọi cái view view homepage. Cái view homepage này có thể gọi được cái dữ liệu đây, do chúng ta đã có cái biến product ở đây rồi. Do đó trong cái file view này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cái biến là biến product sử dụng để foreach cũng như là hiển thị dữ liệu ra ngoài. Được chưa? Bây giờ tôi đẩy code lên nha, các bạn xem kỹ lại một lần nữa về cái mô cách triển khai mô hình này, xem là có phần nào mà nó thiếu hay nó không đầy đủ hoặc là các bạn không hình dung ra được không thì báo luôn để tôi giảng lại một lần nữa. Thấy kỹ nha.
Ui. Được chưa thím ơi? Nó chạy được không? Đâu rồi? Alo alo alo. Ờ, à, bọn này đi đâu hết rồi? Thế ạ. Chạy được không? Em bây giờ em phải cốt, bây giờ em phải tìm lại link GitHub. Link GitHub ở đây. Cần gì phải tìm? À. Được chưa các bạn ơi? Chạy không? Copy ba cái này vào nhé. Bay model, category và product. Sửa lại cái phần require one này. Mưa to. Đó, xong ở home controller chúng ta muốn côn đến cái dữ liệu nào thì chúng ta gọi gọi các cái hàm chúng ta mong muốn cần lấy dữ liệu. Sau đó là chúng ta include ra cái file view. Trong file view thì chúng ta hoàn toàn thì code PHP trong đấy được cái bình thường, thì đấy nó là cái vòng đời của mô hình ABC chúng ta.
chạy rồi đấy. Check lại xem là các cái các có hình dung ra các cái vòng đời của nó không, phải xử lý ở những cái chỗ nào, chạy kết thúc ở đâu, hình dung được không? Xem lại cái đống logic đi, xem là có ai cần phải hỗ trợ hay cần hỏi gì không, bởi vì hôm nay chúng ta về nhà sẽ có bài tập về nhà. Được chưa? Có ai thắc mắc gì không ạ? Nếu không ai thắc mắc gì chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Được không? Đây. Về cơ bản, cái vòng đời của mô hình MVC ấy, như tôi đã giảng rồi, thì là nó sẽ bắt đầu từ HTXSense này, đi vào index này. Từ index chúng ta sẽ bóc cái đường dẫn ra, kiểm tra cái đường dẫn này. Đây, kiểm tra đường dẫn. Sau đó là sẽ quyết định là cái controller nào và cái phương thức nào trong cái controller sẽ xử lý cái logic cho cái đường dẫn này. Đây gọi là định nghĩa ra đường dẫn. Được chưa? Tiếp theo là trong cái controller chúng ta chỗ nào chúng ta cần lấy dữ liệu gì thì chúng ta call đến cái, đầu tiên chúng ta require đến cái model, sau đó chúng ta gọi những cái hàm, những cái phương thức trong cái model để lấy tương tác với dữ liệu. Sau đó chúng ta include một cái file home, à một cái file view ra ngoài cái một cái file view nào đó ở trong project này, và ra ngoài cái file view đấy thì chúng ta có thể code PHP để sử dụng vòng lặp hay sử dụng các cái lệnh biến đổi dữ liệu để hiển thị dữ liệu và trả về cho người dùng. Được chưa? Ngoài cách đấy ra thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng cái lệnh là sử dụng cái lệnh là gì nhỉ? Header location. Này, ví dụ về đường dẫn sược như này. Đúng không? Cái này dùng để làm gì ạ? Định hướng, định tuyến lại, redirect cái project của chúng ta sang một cái đường dẫn khác và lại bắt đầu request lại từ đầu. Được chưa? Thì đấy nó là cái mô hình MVC cơ bản mà chúng ta áp dụng. Được chưa? Tuy nhiên, nếu mà áp dụng kiểu này nó vẫn chưa được tối ưu. Chưa được tối ưu ở đâu? Chưa được tối ưu ở cái chỗ là các bạn hãy tưởng tượng là tôi có 20 cái controller hoặc 30 controller, 40 controller, 50 controller. Thì sao? Thì cái file index này của tôi phải có bằng đấy dòng. Tôi cứ thêm một controller nào và tôi sẽ phải thêm vào đây. Và thậm chí ở trong cái model này tôi thêm bao nhiêu cái model tôi cũng phải thêm vào đây. Bởi vì nếu như bình thường như này, các bạn sẽ khai báo cái model ở trong cái phần home controller này đúng không ạ? Nhưng mà tôi thì tôi không thích, tôi muốn nhàn thì tôi đưa hết nó vào đây là nhanh nhất. Được chưa? Và tôi duplicate thằng này lên là thành thằng category. Thì tôi ở trong các controller này tôi không cần phải require cái gì nữa cả, tôi cứ thế tôi dùng thôi. Đây tôi chạy thử cho các bạn. Bấm nhầm. Đây thì tôi sẽ tiến hành, tôi preload ở đây, nó vẫn chạy bình thường đúng không ạ? Do đó là các bạn sẽ thấy là cái việc chúng ta đổ toàn bộ request về một file index ạ, nó rất là có lợi. Có lợi đâu màn hình như này. À ừ nhỉ, quên. Đây. Khi mà chúng ta đưa hết toàn bộ request về trong một cái file index này, nó cũng rất là có lợi ở chỗ gì? Chúng ta session start. Chúng ta session start thì cũng chỉ cần diễn ra ở một nơi thôi. Đúng không? Nếu mà trong project này sử dụng session thì tôi như PP1 ấy, file login tôi cần dùng thì tôi phải session start ở file login cái. Login tôi cần dùng thì tôi lại phải post login cái nữa, session start lại đúng không? Chúng ta rất dễ bị quên và rất dễ lẫn. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta đưa hết vào đây thì chúng ta session start một cái thôi là toàn bộ project này đều sử dụng session hết. Đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Chúng ta chỉ việc require one các cái class mỗi cái một lần duy nhất ở trong cái file này. Ở trong cái đoạn này. Thế là xong. Ở những cái chỗ khác nhau chúng ta không cần phải require gì nữa cả. Được chưa? Thì đấy nó là cái lợi ích khi mà chúng ta code cái thằng MVC mà code một kiểu dạng như gom tất cả request về một file như này. Được chưa? Tuy nhiên làm này nó cũng sẽ có những cái dở riêng. Thật sự là dở, bởi vì ví dụ như chúng ta vào trong cái product, vào home controller, chúng ta muốn biết cái hàm own này được xử lý ở đâu thì thực sự là chúng ta không tìm được. Đúng không? Nếu mà chỉ mở cái mỗi cái file home controller này ra chúng ta đố tìm được. Nó rất là phức tạp.
đúng không ạ? Ngoài ra nữa nó cũng hạn chế cái việc là các cái class của chúng ta bắt buộc phải đặt khác tên nhau, đúng không? Bắt buộc phải đặt khác tên nhau, chứ nếu mà đặt trùng tên nhau các class thì là chúng ta sẽ tèo, đúng chưa? Do đó chúng ta làm sao có những cái lợi cũng như là có những cái rõ của cái cách triển khai này, dẫn đến cái việc là tôi sẽ mong muốn áp dụng được cái khái niệm về namespace vào trong cái project này. Dạ, thế vậy namespace là cái gì, đúng không? Đây tôi sẽ giải thích cho các bạn lại cái namespace nó là cái gì vào PP tester cho nên. Đây chúng ta có class class A đi, class thiện TH đi. Nè. Dạ, chúng ta có biến là name bằng new thiện bằng, đây tôi viết chữ student đi cho nó dễ nhỉ, dễ đỡ bị lẫn. Student class là student, đô la thiện th bằng new student cái này đúng không ạ? Tôi vào đầm thiện th đây thì chạy ngon lành đúng không? Đó là một cái object thuộc lớp student như bình thường, đúng chưa? Nhưng mà bây giờ nếu mà trong trường hợp tôi muốn sử dụng hai cái class student khác nhau được không? Chắc chắn không, bởi vì trong PHP nó không cho phép là tái định nghĩa lại một cái class hoặc một cái function cùng tên, được chưa? Nó không cho phép. Nhưng mà nếu mà như tôi cố tình muốn thì làm đó, bởi vì trong cái project sau này của các bạn sẽ không chắc chắn được là các cái tên của các class nó sẽ không giống nhau hoàn toàn đâu, không biết được, bởi vì có phải một mình các bạn code đâu, 10 người code, 15 người code, 50 người code, 100 người code làm sao biết được, đúng không? Đặt trùng nhau là chuyện bình thường. Thì để tránh cái việc này ấy, thì chúng ta đặt cho mỗi một cái thằng class này một cái namespace, ví dụ đây là poly student, đây là namespace của nó là FU. Đấy. Thì hai thằng này nằm trong hai cái namespace khác nhau. Bây giờ tôi có cái thiện bằng new student, tôi kích vào đây, thấy chưa? Ra object và thuộc là FU student. Thấy chưa? Vì sao nó lại thuộc FU student? Bởi vì cái namespace poly này nó có tác dụng bắt đầu từ cái khi kết thúc cái namespace poly này đến khi nó gặp một cái namespace mới, tức là cái vùng áp dụng của cái namespace này nó kéo từ đây này, ở trong vùng màu tím ấy, được chưa? Còn cái namespace FU này thì chúng ta kéo từ đây, được chưa? Và cái việc chúng ta có cái đô la thiện bằng new student này nó nằm trong cái namespace nào? Namespace này, được chưa? Do đó khi mà chúng ta thiện bằng new student thì nó sẽ lấy ra cái class có cùng namespace, được chưa? Thì cái này nó sẽ được áp dụng vào đây và object của chúng ta là FU student, được chưa? Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà cái student này chúng ta muốn nó là poly student thì chúng ta sẽ sử dụng như nào? Đây chúng ta sẽ sử dụng là use poly student, được chưa? S poly student như này, và chúng ta có thiện bằng new poly student ở đây. Đây output ra thì nó sẽ là object poly student. Nói tóm lại là cái namespace ấy, thì nó là một cái không gian, nó quy định ra một cái không gian, nằm trong cái không gian đấy thì các cái class nó sẽ thuộc về cái, tức là để sử dụng được cái class thì chúng ta phải viết là nó sẽ thuộc về namespace sược class, được chưa? Và ở đây cũng vậy, áp dụng một cái instance mới thuộc một cái class thì chúng ta nó sẽ mặc định, nếu mà chúng ta cứ để hồn nhiên ấy, thì nó sẽ mặc định là sử dụng cái gì ạ? cái class nó có cùng namespace đưa vào đây, được chưa? Còn nếu mà muốn sử dụng cái namespace khác thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ là khóa là use nhá, use tức là từ một cái namespace khác sử dụng vào trong cái namespace này thì phải sử dụng từ use này thì tên namespace dấu sược cộng với tên class. Nếu mà trong trường hợp cái tên class này nó đã trùng với tên một cái tên class được định nghĩa ở trong cái namespace này rồi thì chúng ta phải đặt cho nó một cái biệt danh khác để khi mà chúng ta gõ lệnh thì nó không bị lỗi. Nếu chúng ta không có cái lệnh này, được chưa? Thì nó sẽ gây lỗi ngay, được chưa?
Do đó là chúng ta phải đặt thêm một cái biệt danh nữa. Cái bản chất thì nó vẫn cứ là poly student thôi. Tuy nhiên là chúng ta phải đặt biệt danh cho nó thì mới dùng được. Thì đây là cái khái niệm về namespace. Được chưa? Thế vậy thì cái namespace này chúng ta áp dụng vào trong cái project này chúng ta sẽ áp dụng như nào? Đúng không? Thì sẽ như sau này. Ở trong các cái class về controller, đây, các class controller và model này, chúng ta sẽ áp dụng namespace của nó như sau. Chúng ta sẽ tạo ra cái namespace bằng app sược controller sc như này. Dạ, đây các bạn sẽ thấy là nó gạch chân thằng product này ngay. Bởi vì thằng product này nó không phải là lớp được định nghĩa ở trong cái namespace là controller này. Được chưa? Mà bây giờ ở trong product này tôi cũng sẽ lại định nghĩa lại cái namespace ở đây là namespace bằng app sược model. Được chưa? Vì sao lại là app sược model? Bởi vì thằng app thư mục đây, thư mục app viết hoa chữ A lên, chữ model viết hoa chữ M lên. Được chưa? Nó sẽ gạch chân tiếp thằng base model, thì trong base model này tôi sẽ lại áp dụng vào đây là namespace là app sược model. Dạ, và nó lại tiếp tục gạch chân thằng PDO. Thằng PDO này do nó không nằm trong namespace app model cho nên chúng ta phải use PDO như này thì nó sẽ không bị lỗi nữa. Dạ, và thằng product này cũng không bị lỗi nữa. Bây giờ chúng ta chuyển thằng name thằng này thì chúng ta sẽ có namespace bằng app sược model. Và bởi vì thằng base model ấy nó nằm chung một cái namespace với thằng category và thằng product này cho nên chúng ta không cần phải use cái thằng base model vào. Được chưa? Đấy là cái lưu ý. Tiếp theo ở home model này để giải quyết được cái thằng product này thì chúng ta cần phải là use cái gì ạ? App sược model sược product thì nó sẽ không bị lỗi nữa. Được chưa? Có hình dung được không? Thì đấy là cái cách chúng ta triển khai cái namespace vào trong cái đống này thì code nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây namespace bằng app sược controller như này. Dạ. Và ở ngoài index này các bạn sẽ thấy là khi mà áp dụng namespace thì cái đống này nó sẽ bị gạch chân hết, lỗi hết. Do đó chúng ta ngoài cái việc là require one cái đống này vào. Dạ, tôi sẽ require one thêm cái thằng base model nữa. Đây, require one cái đống này vào thì chúng ta cần phải là use app controller home controller app controller product controller như này thì code của chúng ta sẽ không bị lỗi nữa. À, tôi chạy thử. À, không lỗi gì đúng không? Dạ. Còn nếu mà nó bị lỗi thì nó sẽ chết ngắc ở một cái chỗ nào đấy rồi. Được chưa? Đấy thì chúng ta khi mà áp dụng namespace thì chúng ta sẽ sử dụng được cái từ khóa use, sử dụng được các cái từ khóa về namespace. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ đẩy cái này lên, đây là cái mô hình áp dụng, đây là using namespace. Vì sao tôi dạy cái namespace này? Bởi vì trong các cái framework sau này các bạn làm ấy thì người ta chắc chắn là sẽ sử dụng namespace, không còn require nữa. Sắp tới là chúng ta sẽ tiến hành là bỏ cái phần require này đi này. Làm nào để bỏ thì chúng ta sẽ được học ở bài tới. Dạ. Ít nhất thì cái bài này các bạn sẽ phải chuyển toàn bộ cái source code của chúng ta sang sử dụng namespace cho tôi. Dạ. Và chạy được đàng hoàng. Đó. Còn từ buổi sau chúng ta sẽ tìm cách để loại bỏ cái đoạn require này đi để cho chúng ta đỡ vất vả trong cái việc chúng ta làm lập trình. Được chưa? Và ngoài ra nữa là chúng ta sẽ buổi sau chúng ta sẽ xử lý cái việc là bỏ cái require là một. Cái thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành là cài cắm thêm các cái thư viện của bên thứ ba vào và chúng ta sử dụng các cái thư viện đấy. Thì đấy là cái lộ trình trong buổi tới. Còn trong buổi này các bạn sẽ làm, tôi yêu cầu các bạn làm cái việc này cho tôi. Đúng nhỉ? Đây lớp mình đây, classwork này. Tạo ra bài assignment 1 đi. Assignment 1 sẽ như sau. Sử dụng mô hình MVC đã được học trên lớp, định nghĩa là các đường dẫn và màn hình. Có các đường dẫn sau. Nhất là dấu sược như này. Sược như này thì nó là trang chủ. Trang chủ được chưa?
trang chủ này thì nó sẽ có nhiệm vụ là hiển thị danh sách thông tin của tất cả các sản phẩm trong DB, trong DB. Cái DB là tôi đã cho các bạn rồi nhá. Tiếp theo, đường dẫn thứ hai là đường dẫn add product. Đây ở add product đi. Đây là hiển thị màn hình tên sản phẩm. Yeah. Đường dẫn một cái đây. Đường dẫn sược categories. Yeah. Thì nó sẽ là hiển thị danh sách danh mục. Đường dẫn là categories sược s thì hiển thị màn hình thêm danh mục. Được chưa? Bài này yêu cầu chúng ta phải xong sớm đấy nhá. Trong ngày mai là phải xong. Đây, ngày mai là xong, ngày kia tôi sẽ chậm. Được chưa? Thì đây là bài assignment 1 của chúng ta phải làm. Tôi chỉ yêu cầu chúng ta làm bốn cái đường dẫn như này là quá nhẹ nhàng rồi. Thì chúng ta cố gắng hoàn thiện sớm, bởi vì chúng ta cần phải làm giao diện nữa, cho nên là chúng ta cần phải hoàn thiện sớm giúp tôi, được chưa? Thì đấy là cái bài tập mà chúng ta cần phải làm nhá. Buổi sau thì chúng ta sẽ sử dụng thêm thằng Composer, sử dụng Autoload, cài thêm một vài thư viện và bắt đầu sử dụng những thư viện đấy để có thể cốt hoàn thiện một website. Thì đấy nó là cái công việc mà chúng ta sẽ làm ở trong cái buổi sau nữa. Còn hiện tại trong buổi này thì chúng ta cố gắng về nắm lại được cho tôi cái mô hình MVC, cái cách tổ chức thư mục, cách tổ chức file, class, cũng như là HTXS là gì, index, nó sẽ điều hướng cái website của chúng ta như nào, áp dụng namespace vào trong cái project của mình nó ra làm sao. Được chưa? Namespace là gì? Use, cái từ khóa use thì nó như thế nào? Được chưa? Vì sao chúng ta phải tiến hành require một cái đống này? Được chưa? Thì đấy, chúng ta về chúng ta ngâm cứu cho tôi và làm nào đấy để khi mà tôi hỏi bất kỳ một câu nào về cái bộ sửa code này các bạn đều phải trả lời được. Được chưa? Thì đấy là cái mục đích của bài hôm nay. Đó. Thì có ai có câu hỏi nào thì hỏi nhá, tôi sẽ tiến hành điểm danh. Nó không dễ đâu, tất nhiên là nó không dễ nhưng mà chúng ta phải cố gắng. Không hiểu đâu thì hỏi, tôi sẽ cố gắng tôi quay lại video sớm cho chúng ta về cái phần này nói lại một lần nữa. Rồi, điểm danh nhá. Nguyễn Duy Khánh có không? Vũ Văn Hoàng, Trần Thế Anh, Lê Hữu Tú, Nguyễn Minh Tiến, Hoàng Tuấn Long, Đinh Hữu Quang, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Thành Trung, Nguyễn Bá Vinh, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Hồng Minh. Có. Chat lên đây đi em ơi. Nguyễn Trung Đức này. Rồi, Nguyễn Minh Quang. Phan Hữu Kiều. Nguyễn Trường Nam. Ngô Thị Thủy. Bùi Văn Nam. Tấn Khả Duy. Hoàng Tiến Đạt. Tạ Bích Thảo, Lê Văn Thắng, Nguyễn Viết Đạt, Đỗ Đức Hoàng, Nguyễn Cao Cường, Đỗ Thành Luân, Phạm Thị Quỳnh Trang, Lê Khả Nam, Vũ Ngọc Tú, Lê Viết Huy, Phạm Thị Ngọc Khánh,
Phạm Thị Ngọc Khánh, Vương Chí Hiệp, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thanh Tuấn, không có luôn à, Dương Đình Linh, rồi ok. À, các bạn check lại điểm xem có được reset về điểm quiz không. Đâu rồi? Check ở điểm cũ rồi thầy. Ừ, check ở điểm cũ xem có bị mất điểm quiz không. Thì tôi sẽ mở lại quiz cho các bạn làm. Vẫn có điểm quiz mà. Có cần làm lại quiz không? Cho cũng không hết cái này mà. Hả? Không, cứ làm đi ạ. Có này. Chờ chút nha. Tạo ra cái lớp mới. Đây nha, lớp mình là lớp web 3013.tvb2 nhá. Online vào này. Join directly này, tức là các bạn vào thoải mái. Save này. Đây, bài quiz đây, tôi sẽ mở lại toàn bộ tất cả đống quiz này cho các bạn làm. Được chưa? Mở lại toàn bộ quiz để cho các bạn làm và chúng ta về nhà search mà làm nha. Bởi vì chương trình học của chúng ta rất là ngắn cho nên không kịp để hướng dẫn chúng ta các bài quiz này đâu. Nên là về tự đi search mà làm đấy. Tôi sẽ mở đến hết ngày 28 nhé. Chúng ta làm, mỗi người làm một lần, mỗi lần làm 15 phút. Rồi xong. Cố gắng làm sớm đi, đỡ vất vả. Xong quý 3 này, quý 4 này. Quý 5 này. Quý 6 này. Bảy này. Rồi.
Rồi ok. Đấy, mở lại quiz rồi nha. Nếu bạn về chủ động làm quiz để xem lại điểm của mình. Giờ hôm nay các bạn check lại đi, xem có ai cần thắc mắc thêm câu nào thì cứ hỏi thoải mái. Tôi sẽ giải đáp. Code đẩy lên rồi nhá, code và database đẩy hết lên rồi. Bây giờ chỉ ngồi xem lại thôi, xem có vấn đề gì thì thắc mắc. Em hai thầy dạy không? Hả? Không. Cả hai có việc khác không? Ủa mà sao lớp tôi thấy có mấy thằng không không có tên trong danh sách lại có mặt ở đây nhỉ? Mấy thằng đấy hình như nó đi bảo vệ rồi thì nó sẽ không có tên ở trong này nữa, nó sẽ không ở mít này nữa. Không lẽ tôi thấy cả thằng Phạm Trung Hiếu ở cái lớp đếch nào nó cũng chui vào đây. Lớp cũ đó, lớp 12 đấy ạ, nó chui vào đây nó xem MVC đấy. Ok, nếu không còn ai có thắc mắc gì chúng ta nghỉ sớm nhá. Có vấn đề gì cứ chat ở trên cái Google Classroom ấy, chúng ta trao đổi nhá.